Đây là những cặp loa rất xuất sắc anh nhé. 712M, bass 30, leo và tép leo. Con này nghe nhạc cực hay, hai phân tần, cực kỳ đẹp, thiếu một số. Nhập những cặp loa mới này mà cảm thấy nó phấn khích lắm. Những dòng này mà hát nghe nhạc hết điểm, taxi trắng cóng. Đẹp quá, đẹp luôn. Hồng thành đẹp. Chưa một lớp sức nữa nhé. Xin mời các bác và anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về những cặp loa đẹp lung linh, thiếu đột số, đến từ Mỹ, hãng JBL, có mã là SX712M. Một dòng loa thì hữu bát 30 và tép kèn. Thì dòng loa này có cấu trúc đặc biệt, đó là tép leo và bát leo nhé. Tiếng cực hay. Công suất của nó là 800, 1200 và 2400 nhé. Tức là nó mạnh như 725, 745 thôi các bác. Cái này tép rất là lẩy gọn và sắc nét, leng keng lách tách ấy. Lời rõ và trung âm rất là ngọt, bát êm ấm mềm. Quá hay luôn. Rất hiếm luôn nhá, về được 3 cặp thôi. Và 1 cặp 715. Đây, 715 con này. Thì xong sau nhá. Rồi, nó vữa luôn. Thì với dòng loa JBL mà mã 700 thì em có 712 nhá, 715, 725. Rồi nhập full mã luôn. Con này hát và nghe thì đẳng cấp luôn. Hát thì ngọt lịm luôn mấy nhá, lời xa. Và nghe nhạc thì rất sạch. Rất đẹp luôn. Giọt mưa tan tác mưa muối. Tiếng đột số. Tiến chân người đi. Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Có nghe sướng không? Nó ngọt lịm những lời ra, tiếp ra rất là sạch, tanh tanh ấy, chát chát ấy. Bây giờ phần thứ hai nhá, em quay lại rất bác xem. Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về những cặp loa cực kỳ cao cấp đến từ hãng JBL, nằm trong chuỗi series SX700. Thì hiện tại anh Nguyễn có hai model nhá. Một là SX712M và hai là SX715. Thì đây là những dòng loa phù hợp cho phân khúc hát karaoke và nghe nhạc trong gia đình. Thì loa đợt này về em ấy là trong tình trạng đẹp thiếu thùng xốp ấy nhé, tức là đẹp xuất sắc từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Thì trước mắt các bác kia, anh Nguyễn đang giới thiệu về 3 cặp loa JBL có mã là 712M, sở hữu một bát 30 và một tép kèn. Bên cạnh này là một đôi loa JBL 715, tức là bát 40 và tép kèn. Thì với cấu trúc của 715 và 712 thì tí em sẽ chia sẻ hơn với nhá. Các bác đã tập trung vào cặp loa đã. Đây anh em xem đây. Bên em đập về với nhau thì dòng loa chỉ nói là một câu là thiếu thùng xốp thôi. Còn ngoài ra là không thiếu gì nữa nhá. Đấy, SX700. Và bên em là SX712M. Đấy, dòng loa thì nó có hai chế độ đánh, một chế độ đánh chế độ đánh BAM chỉ bát không thôi. Chế độ 2 là bát size, là dùng cho cả tép và bát, hỗ trợ một cổng vào. Đấy. Con này lắp ráp sản xuất tại Mexico anh em nhé. Tại Mexico. Rất đẹp đúng không ạ? Anh nhìn này. Từ cái thùng thành nó gần như mới luôn, chưa bị sứt mẻ bất kể một cái góc cạnh nào luôn. Đấy. 6 quả như một anh nhé. Mà cái dòng 712 này nó vô cùng khủng anh em nhé. Này. Con này thì nó hỗ trợ anh em cả những cái giá ba chân đây. Đấy nhá. Và có thể để làm xuống được nhé. Làm loa kiểu âm được. Đấy, dây dọ đẹp. Hai phân tần liên tiếp này, to dã man luôn. Anh xem phân tần này. Mình cái linh kiện nó khôn đâu. Những con cảm ấy, dây đồng nó vắng ươm, đúng không? Chịu nhiệt cao này. Đấy. Một cái mảng này nó 3 phân tần anh em nhé. Anh em xem đây. 3 phân tần liền. Đúng không ạ? 3 cái con cảm 1 2 3 này. Tụ này, 1 2 3. Bên này vậy nhá. Thì cái này nó sẽ ăn liền với nhau. Tức là nó sẽ cấp cho cả bát, cả tép. Xem này.
thì bác biết là cái độ khủng khiếp là nào đúng không? Con này tiếng nó cực hay luôn. Đặc biệt giải tép này ra nó rất là mềm luôn nhá. Tép nó rất là sáng gọn và trong, trong vắt luôn, không chói. Đấy. Thì bác nhìn tất cả thùng thành đẹp. Đấy. Bông thơm màu lục chuột anh nhỉ. Tình trạng thiêu sốt rồi. Em về được tổng số 3 cặp. Đấy. Thì cặp này em lắp trước rồi. Để bác hình dung là cái độ hoàn mỹ cũng như là tổng thể một cặp loa như này. Đấy, con này có thể bao phòng bác rộng. Về lời nhá, tầm 40-50 vuông được hết. Nếu về lời nhá. Ok chưa? Đấy, cặp loa này. Khi mà tháo căng ra nó sẽ như này vậy nhá. Và những cái màng bát nó đánh giá rồi, đúng không? Màng nó còn gần như tím ngắt con này. Đẹp lung linh luôn. Đấy. Đây là cặp 745 thì em sẽ kêu sâu hơn nhá. Rồi bác nhá, tất cả cổ tép đây. Nó chạy tép là 2431. Đấy. Sản xuất lắp ráp tại Mexico. Đấy, 2451 bác nhá. Cắt tiệp họng gang anh này. Họng gang đấy. Nó này thì em đánh giá các bác nó chỉ có thiếu mỗi hộp súp thôi mà nó chả thiếu gì cả. Zin đẹp bác nhá. 100% luôn. Đây. Các cổ tép đây. Nếu bác nào cần hình ảnh cụ thể thì em phải gửi sau nhé, để em review thôi. Nói chung là tất cả tình trạng cho các bác là đẹp hết. Bác nhìn này, từ cái những cái nhôm mà nó chưa bị hoen ố gì cả đúng không? Chưa bị hoen ố gì cả. Để biết cái chất lượng rồi đúng không? Bác có thể tiện đây em tháo cho bác một bất kỳ. Rồi này đi. Đấy. Để xem côn tép nó chuẩn nào bác nhá. Zin nào. Tất cả bao zin hết cho anh em luôn. Đấy. Em định tháo trước, em để tháo một con nó sướng quá nhá. Con này thì lời nó hay bác nhá. Neo nó là lời nó hay mà nó sáng tiếng. Nó sáng tiếng mà nó Mỹ nó không chói nó Trung Quốc bác nhá. Bởi vì nó tính toán cái giải âm nó rất là đều anh em nè. Đấy. Zin tuyệt đối anh em luôn nhá. Sáng cóng mà nhìn thép này. Sáng cóng luôn. Chất lượng nó cực cao. Rồi xem nhá. Đấy, tất cả đẹp thế bác nhá. Con nào cũng đẹp thế thôi. Không phải riêng con em tháo ra này đâu. Đấy, em tháo một con bất kỳ. Đấy. Rất là đẹp bác nhá. Ok. Còn bác tép thì ok, 100% bằng con. Còn về bát này. Bác nhìn sắt xì con mới cơ. Đây, mã bát là 2226HBL. Em tắt cái cà phê lát thì nó xoáy. 2226HBL nhá. Sản xuất lắp ráp tại Mexico. Tình trạng loa thì bác nhìn này. Đấy. Nhận loa còn rất là đẹp, dai. Tốn loa dính nguyên bản, keo là keo sữa nhá. Đấy, em quay từng con cho bác xem này. Cái màng bát này. Đẹp lung linh nhá. Tất cả ba cặp như nhau anh em nhá. Mà nó có ba màu, màu đen, màu xám ghi, màu xám sẫm nhá. Đây. Còn thứ hai nhá. Này. Cứ quay kỹ anh em. Con này mà cả lục kia thì nó hết thuốc chữa luôn. 2226N. Sản xuất lắp ráp tại Mexico. Các nhìn họng đây. Màng rất đẹp các nhá. Màng tím đẹp lắm. Offer and quit. Đấy. Quả thứ hai nhá, quả thứ ba đây. Tất cả này đẹp hết, yên tâm các bác. Mà giá này em để bác giá cực mềm luôn. Như đôi này giờ anh em mà có khẩu xốp ấy thì rơi vào 5-6 triệu nhá. Có anh em người ta bán 5-6 triệu. Đấy. Để theo được biết nhá. Con này thì tình trạng là chỉ thiếu hộp xốp thôi. Giá cực mềm cho anh em luôn. Để chơi. Cái dòng ngon này hiếm lắm nhá. Không có nhiều thì thẳng về được ít thôi. Thời gian em về có được 3 cặp thôi. Không có nhiều đâu. Đấy. 3 cặp. Đấy bác nhìn này. Xoay tất cả tổng thể bát luôn luôn. Đấy em chậm bác xem nhá. Đẹp như này con này. Rồi bác nhá. Xuất sắc luôn. Đấy con này mà cũng chả kém với nhau ấy. Tất cả giống nhau hết. Thùng thành. Con này kích thước nó vô cùng hợp lý nhá. Rộng 35. Sâu là 26. Càng 55 thì công suất của nó đưa ra 800.200 4.800, xin lỗi bác, là 800.200 và 2.400, 800 bác khởi động này, thấy chưa ạ, 1.200 này 2.400, đấy, ok chưa? Thì hiện tại nhá, em gần như full mã của SX700, em có 712 này, 745 này, 725 bác nhá, 725 kia, đấy, thì hôm nay về tiếp tục nữa bác nhá, một đôi là 715 đây, bác xem này. 15 đây thì cái 745 mà tép 745 72 là một đó nhá. Nhưng đôi này em sẽ tại Mỹ nhá. Đấy, made in Sri Lanka. 745. Thì ra ở Mỹ Mexico thì nó như nhau thôi. Họng gang này, đây con 745 đây.
Và phân tầng 75 thì là nó phân tầng một mảnh vào đây. Đấy. Phân tầng 75 một mảnh. Tình trạng đẹp đó nhá, xuất sắc đây. Và bát 75 là bát 40, còn bát 72 là 30 nhá. Đây thùng thành đẹp nhá. Đấy bát đây. Đấy bát đây. Bát của 715 ấy. Anh em xem này. 2265 HVL. Made in Indonesia. Đấy thì 75 về được một cặp đó nhá. Thế báo giá luôn anh em chủ động nhá. Cặp loa 75 này em bán giá cực thấp anh em luôn, bán để chơi hàng này 48 triệu nhá. Không ship, 48 triệu không ship. Tặng một cặp đến loa. Tức là tại nhà 48 triệu nhá. 715. Rồi, 72 nhá. Giá 38 triệu bao ship mà tặng một cặp dây. 712 là bắt 30 tép kèn thôi nhá. 712 là bắt 30 tép kèn. Thì giá 38 triệu bao ship tặng một cặp dây. Còn 715 48 triệu không có ship nhá. Vẫn tặng cặp dây. Thì bác có nhu cầu mua sắm lắp đặt thì liên hệ với em. Theo số điện thoại 0936 583 140. Hãy xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video này.